Sapphire Rừng Đông xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Sapphire Rừng Đông làm một cái clip này là cũng xin chia sẻ một cái cách của chúng ta, ngoài cái những cái gì chúng ta tưới về, cái cách mà kích rễ đó mọi người. Kích rễ trên hoa lan thì hôm nay thì shop có một cách này xin gửi tới các anh em là chúng ta sẽ cũng dùng để chúng ta cho cây nó sẽ ra rễ, gọi là chúng ta dưỡng cây để cây ra rễ mọi người nhé. Thì như mọi người đang thấy là ở cái chậu này, hai chậu này thì cây mẹ thì rất là yếu, và cái mầm này á thì được kích lên mọi người nha. Tại vì nếu như á, nếu như cái mầm này không được kích lên á thì chắc chắn cái thân này nó đẻ rất là khó để nó đẻ được, tại vì cái thân mẹ nó quá yếu, mọi người thấy không ạ? Quá yếu. Thì bên shop á thì cũng thân này cũng đã kích lên rồi, gọi là kích lên thân này mọi người thấy không? Cái thuốc mà chúng ta kích á, thì lên cái cây nó sẽ không được khỏe, do cái thân mẹ nó quá yếu là cũng kích lên, và khi mà thân kích thì nó rất khó để có rễ. Thì bên shop đã tiến hành, chúng ta đã dưỡng rễ mọi người nhé, chúng ta phải dưỡng rễ. Thì vì sao bây giờ chúng ta sẽ không dùng thuốc kích rễ nữa? Nếu như mà hiện tại cây này nó đang yếu như thế này mà chúng ta kích rễ lên á thì sẽ dẫn đến cái trường hợp là cây nó sẽ bị dễ bị làm cây mọi người nhé, nếu chúng ta dùng liều lượng không đúng và quy trình. Và thực ra bây giờ nhỏ như thế này và yếu như thế này, chúng ta không biết dùng như thế nào là để cho cây nó phát triển tốt nữa. Nên tốt nhất chúng ta nên dùng là chúng ta dùng để tự nhiên kích theo phương pháp tự nhiên mọi người nhé. Và cái phương pháp này là phương pháp tự nhiên, thì chúng ta mọi người đang thấy đây, thì shop sẽ zoom xa ra, thì đang sử dụng những cái chậu như thế này, và mỗi chậu chúng ta sẽ giữ một cái lượng nước vừa đủ cho cây. Đây ạ, đây mọi người nha, chúng ta sẽ giữ một cái lượng nước cho cây như thế này. Mọi người thấy là bên shop và luôn chậu luôn ướt nè mọi người. Bên shop đang để đây, nó sẽ giữ chân này vì là có một lượng nước khá là ít ở dưới, nó sẽ chậm quá trình gọi là thoát nước trong giá thể trồng này đi mọi người nha, nó sẽ làm chậm quá trình thoát nước trong giá thể trồng mà giữ lại cái độ ẩm cho trong cây vừa đủ để cây nó có thể là hấp thụ được và chuyển hóa được, để cho có thể là cây nó dưỡng cho bộ gốc bộ rễ này. Thì như mọi người đã thấy là cái mầm này nó chưa có ra rễ nè, bên shop đang dưỡng rễ của nó nè. Thì một thời gian nữa, tầm khoảng 10 đến 15 hôm nữa, chắc chắn là cái cây này sẽ bung rễ mọi người nha. Theo cách như thế này thì cây này đã dưỡng được khoảng tầm là hơn 10 ngày rồi. Thì bắt đầu hôm nay ngày thứ 12 rồi, thì bắt đầu nó đã ra những cái rễ non rất là nhỏ. Thì đảm bảo cho mọi người là cái cách này nó sẽ cây nó sẽ ra rễ tốt hơn. Ví dụ cây này nó to hơn thì có thể là chúng ta dưỡng rễ nhanh hơn. Còn những cái cây mà nó đang yếu như thế này thì nó sẽ chậm hơn mọi người nha, nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Thì đây là cái cách của shop, và nếu như mọi người không dùng bằng cách này mà chúng ta trồng theo cái phương cách thông thường thì nó sẽ như thế nào, thì mọi người có thể xem đây. Mọi người xem là cách thông thường của chúng ta, ví dụ như chúng ta trồng theo một cách thông thường như thế này, thì mọi người thấy là cái lượng mà chúng ta tưới nước vào trong cái chậu và để đến hiện tại bây giờ là rất là khô, nó rất là nhanh khô nè mọi người thấy không ạ? Nó chỉ giữ ẩm trong chậu khoảng tầm được 6 đến 8 tiếng thì bắt đầu là chậu nó đã khô dần dưới ánh nắng rồi. Thì vì cái lớp trên này và cây nó chưa ra rễ và nó đang yếu như thế này mọi người thấy không ạ? Nó cây nó chưa ra rễ, thì cái trường hợp nếu như mà chúng ta để những cái cây yếu vào đây thì chắc chắn 100% là cái cây đó nó rất là lâu ra rễ và có khả năng nó sẽ chết luôn mọi người nha, nó sẽ chết luôn vì cái bên mặt này rất là khô, nó không có độ ẩm để cho cây nó phát triển. Thì chúng ta bằng cách chúng ta có thể là dưỡng rễ là chúng ta bỏ nó vào như trong chậu lúc nãy mọi người đã thấy. Độ ẩm trên mặt bắt buộc phải có, lúc nào phải có mọi người nha. Thì nhưng mà nó không được xuyên suốt là ngập nước hoặc như thế nào, chúng ta chỉ để ngăn quá trình thoát nước của cây của trong cái chậu này nè lại chậm hơn so với bình thường, thì chúng ta dùng lớp nước chúng ta để dưới là ok. Và một thời gian nữa thì khi cái cây này nó phát triển xong á và nó đã ra rễ phéo mạnh thì mọi người lại đưa ra ngoài chế độ tưới bình thường. Thì chỉ tầm khoảng 20 hôm là mọi người có thể là khi mà cây đã ra rễ và cứng cái rễ xuống dưới thì chúng ta có thể là đưa ra ngoài là chế độ bình thường, chúng ta không cần phải dưỡng nữa để cây nó phát triển tốt hơn mọi người nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này ạ. Và nếu mọi người thấy hay có thể là đăng ký kênh và ủng hộ cho shop Hoa Rừng Đăng Nông để có những cái
clip hay hơn và chia sẻ những cái cách mà có ở đâu đó có thể anh em có thể là áp dụng ở nhà mình, và chúng ta có thể là chăm cho những cái lan của mình đang như cái trường hợp như đang shop đây là rất là yếu luôn. Thì chúng ta có thể là áp dụng cách này là chúng ta dùng cái chậu và bỏ nước vào trong, nước một lượng nước khá ít thôi nha mọi người nha, không được nhiều quá nha. Nguyên tắc của nó là không được ngập nửa chậu nha, chỉ có dưới nửa chậu và rất ít thôi, ở dưới đáy thôi. Có nghĩa là làm hạn chế đi cái quá trình để khi mà chúng ta tưới nước nó ngấm từ trên xuống dưới, và làm hạn chế quá trình là thoát nước của cái chậu lan của chúng ta. Nó trong trong chậu nó giữ lại cái lượng nước trong đó. Như chúng ta cái cách là chúng ta gọi là úm ki mọi người, úm làm ki, thì chúng ta sẽ để cắt khúc ki chúng ta để vào trong một cái chậu hay một cái khung gì đó, và chúng ta bỏ dưới là rêu đúng không ạ, di lê hoặc là rêu gì đó, và chúng ta tưới ẩm, và trên chúng ta dùng một khăn ướt đúng không ạ, chùm lên trên. Thì cái cách này nó sẽ hay hơn là cái cách chúng ta dùng cái khăn, tại vì như thế này mọi người, cái khăn á, thì nó sẽ thiếu ánh sáng, nó không có ánh sáng trong cái cây nó phát triển, nó chỉ làm nó kích thích đi, nó làm sưng, nó làm mọng nước cái mầm, và nó sưng mầm lên nhanh hơn cái cách bình thường đúng không ạ. Nhưng mà cái cách này chúng ta dùng như thế này, chúng ta sẽ có đủ ánh sáng và đủ cái lượng nước cho cây để cây nó phát triển, thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta sẽ dùng cái cách là chúng ta chùm mọi người nha. Và chùm nó rất là nguy hiểm, nếu mà trường hợp như cây này là chùm nữa là nó sẽ rất là lâu phát triển và có thể là nó bị hư luôn mọi người. Nên là mọi người có thể là dùng theo cách này nha. Chúng ta để mua một cái thau như thế này thôi. Đây là những cái cây mà bên shop đang ki đây, đang làm ki đây. Nhưng những cây này rất là yếu luôn. Thì bên shop đang tập trung đây nè mọi người nè. Đang tập trung để làm. Thì đây là cái cách và chia sẻ mọi người. Nếu mọi người thấy hay có thể đăng ký kênh và ủng hộ cho shop Hoa Lan Rừng để có những cái clip hay hơn gửi tới mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip ạ. Chào tất cả mọi người nhé.